Ủa có vẻ đặt caption sốc quá hay sao mà mọi người vào nhiều thế này. Hôm nay Sarah livestream như này là để công khai người yêu mới của Sarah. Anh Neil, anh có thể lộ chân cho mọi người xem được không? Vâng, đây là chân của người yêu mới của mình. Bây giờ anh có thể lộ tay cho mọi người xem được không? Bây giờ anh có thể lộ mông cho mọi người xem được không? Đấy là người yêu mới của Sarah, Sarah gọi là anh yêu. Rồi, mọi người tò mò là ai không? Sao ai cũng thả ha ha mà chưa ai đoán được là ai à? Không ai đoán được đúng không? Ok, bây giờ Sarah sẽ giới thiệu cho mọi người người yêu mới của Sarah. Chồng ơi! Ta-da! Xin chào tất cả mọi người, mình là... Tomaru! Người yêu của Sarah. Đây, tụi em mặc từ bây giờ. Hôm nay có vẻ là một cái ngày sẽ khiến cho mọi người bất ngờ Sarah nha. Có nghĩa là mọi người... Tùng với Sarah livestream là cũng để cảm ơn mọi người thời gian qua mọi người đã ủng hộ Tùng với Sarah. Cái buổi livestream hôm nay là Tùng với Sarah vẫn cũng phải thực sự là suy nghĩ rất là kỹ. Suy nghĩ rất là kỹ tại vì sợ là mọi người sẽ không có đón nhận nó được. Kiểu như là mọi người chỉ nghĩ là hai tụi em là anh em thôi á, xong bây giờ tự nhiên nói quen nhau sợ mọi người sốc quá. Mọi người ơi, đây là 100% sự thật. Mọi người nên tin đi. Đây, hôm nay á, anh Tùng dắt Sarah đi mua đồ đôi. Xong là anh Tùng lựa đúng cái áo là yêu em, suốt đời yêu em, giống như là đang nói với Sarah vậy đó. Sau 4 năm cuối cùng cũng đến với nhau. Mình... Tại sao không đến với nhau từ 4 năm trước nhỉ? Buồn ghê đó anh. Cái tay hai người kia nè, nắm tay cho mọi người xem nè. Sao anh không có tặng nhẫn cho em? Để em khoe nhẫn. Anh đang đợi, anh đang đặt chiếc nhẫn to hơn chiếc nhẫn của chị Nhi. To bằng cái đầu đúng không? Đội lên đầu luôn. Anh chính thức là tình địch của em rồi đó. Đỗ Hoàng Dương đang xem. Dương ơi, người yêu Sarah này. Cái gì mà anh ngô giấc cứ bảo hôn nhau hoài à? Cái gì mà diễn gì ở đây, em đang nói thật mà. Anh chị hát đi hài bà. Ta thế có mất rồi. Ê. Cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ đến thật gần là tim tớ như đang trong mưa lần. Oh, phải làm sao đây? Ê. Thật ra anh chị quen nhau cũng được khoảng thời gian là tầm mấy tháng rồi đó. Nhưng mà tại vì không muốn công khai với mọi người. Thật ra là cái việc công khai nó cũng hơi nhạy cảm so với công việc của Tùng. Lỡ như ấy. Sau này có chuyện gì đó sợ là mọi người sẽ buồn nên là không có dám công khai. Anh chứng minh cho người ta xem đi nào. Như vậy rồi. Như vậy rồi. Ôi nổi hết cả da gà lên yêu ơi. Ai tỏ tình vậy ạ? Anh tỏ tình trước. Nhưng mà thật ra là đợi anh Tùng lâu quá, chị đừng chị tỏ tình trước. Nhưng mà may là lúc đó anh Tùng tỏ tình chị luôn. Rồi bây giờ đến lúc phải nói ra vén bức màn sự thật. Ừ. Thật ra là Tùng với Sarah đang tham gia một cái chương trình tên là 24 giờ thử yêu. Nói chung là vẫn có yêu. Có mấy người tin thật luôn, em không tin được. Có mấy anh chị nhà báo còn vào chúc mừng nữa. Thật ra là Tùng Sarah cũng có yêu nhau nhưng mà là chỉ là trong 24 giờ thử yêu thật. Ừ. Đây mọi người nè. Thì là Sarah với lại anh Tùng được nhận thử thách từ chương trình là livestream công khai với lại mọi người. Thì hiện giờ trong 24 giờ ngày hôm nay thì anh Tùng với Sarah thật sự là đang làm quen nhau. Chỉ là sau 24 giờ thì sẽ không có... Thì chưa biết sau đó sẽ như thế nào. Hóng tập này hả? Nhớ đón xem nha mọi người, nhớ đón xem vào 22 giờ 45 thứ tư hàng tuần trên HTV7. Bây giờ thì nãy giờ chọc mọi người quá sợ mọi người giận. Nên là thôi, Sarah với anh Tùng sẽ tặng cho mọi người đoạn điệp khúc của bài Tất Cậu. Mọi người nhớ không? Ủa có vẻ mọi người rất sốc nhỉ. Bình thường em livestream sao mọi người không vào nhiều như này đi. Đây là chương trình 24 giờ thử yêu. Thuyền này sẽ trôi về đâu? Mọi người muốn biết cái buổi hẹn hò của Tùng với Sarah như thế nào thì đón xem chương trình 24 giờ thử yêu nha. Bây giờ em và anh sẽ thay phiên nhau
hỏi người còn lại về tật xấu và người còn lại sẽ phải trả lời thật. Anh hứa là anh phải thật đi. Ok. 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 Sao mặt gián á? Mặt em nhẹ, mày không có gì hết trơn. Oh, may quá, hôm nay chị mới có 24 giờ đi. Người yêu tôi mà mặt gián vậy tôi chịu không nổi đâu. Rồi, anh hỏi trước đi. Có phải chết rồi Sarah, không có tật xấu thôi. Một người quá tốt, một người thiện lành. Có phải em thức rất khuya không? Cũng đúng nhưng cũng không đúng. Có những lúc em thức nhưng mà có những lúc em ngủ rất sớm. Nghĩa là trong một tuần chẳng hạn như 4 ngày thì em ngủ rất là nhanh đi, ngủ sớm đi. Còn 3 ngày còn lại thì em có công việc hoặc là có lý do gì đó làm em phải thức khuya. Ừ. Chứ em vẫn thích ngủ sớm lắm, em tầm 10 giờ là em bắt đầu ngủ. Ừ, tôi em hỏi anh á. Có phải mặt rất cam chịu, mặt rất cam chịu. Tại biết mặt, là em biết tật xấu của anh. Mặt căng thẳng, mặt lo lắng. Anh Tùng bị quá nghiện nước ngọt không? Đúng. Lý do? Cái này một phần là nó xuất phát từ cái thói quen thời còn nhỏ của anh. Ừ. Có nghĩa là thời nhỏ thì anh cái việc uống nước ngọt của anh nó thoải mái lắm. Ừ. Anh không có bị người lớn nhắc thì nó cứ thành thói quen khi mà anh lớn lên hầu như là nó nặng hơn. Nó dạo gần đây thì nó giảm rồi. Dạo gần đây giảm rồi. Tại em thấy có một đợt là anh uống quá nhiều luôn, em lo luôn á. Và em nghĩ là anh nên bớt uống đồ ngọt lại đi. Tại vì nó không có tốt cho sức khỏe. Cái này là em nói thật, em lo ấy. Vì tương lai của con chúng ta. Vì tương lai của con chúng ta. Ok, rồi ok. Mà anh hỏi đi. Có phải Sarah rất dữ không? Thật ra thì em không dữ. Ừ. Nhưng mà chẳng qua là kiểu em hay đùa giỡn với mọi người á. Ừ. Kiểu em hay chọc anh nè, chọc anh chứ mà mọi người là kiểu hay bắt nạt anh đó. Ừ. Qua đó mọi người tưởng là em dữ. Ừ. Nhưng mà anh biết anh mà tưởng em dữ. Nhưng mà em rất hiền. Hả? Em rất hiền, em chỉ dữ khi em tập boxing thôi. Tay em đúng không? Tay em. Có phải anh Tùng lười tắm? Cái này em cũng nghe tin đồn thôi. Lười tắm là cái này là thật ra là cũng oan cho Tùng. Tại vì cái tin đồn lười tắm này là từ những cái ngày đầu là Tùng mới vào công ty. Thì thực chất là cái thời gian đó lười tắm thật. Ừ. Là tại vì nhà Tùng rất là xa. Ừ. Nhưng mà mọi người biết hồi xưa là Tùng làm dancer. Thì dancer là sáng đi tập ở một chỗ này, xong trưa lại tập ở một chỗ kia, xong chiều lại bắt đầu đi tập một chỗ khác. Phòng tập thì làm gì có chỗ đâu mà, chỗ đâu mà tắm. Đó thì đó là hơi oan. Thật ra em nghĩ là quen nhau á thì phải gọi là chấp nhận cả những cái tật xấu lẫn tật tốt của người ta. Ừ. Vì có tật tốt nên là sẽ có tật xấu mà, đúng không? Ừ. Chứ không thể nào mà chỉ một không được. Và em thấy những cái tật của anh Tùng khá là dễ thương chứ không phải là tật xấu. Ừ. Nên là em thấy rất là bình thường. Anh cũng giống em á, có nghĩa là đã gọi là quen nhau rồi, đã gọi là yêu nhau rồi thì nó phải là một cái sự đồng thuận đến từ cả hai bên, một cái sự chấp nhận cái tật xấu đó mình không thích. Ừ. Nhưng mà mình ở bên trong mình vì quá yêu cái người đó thì cũng sẽ có một cái sự hy sinh để mà gọi là bỏ công ra, tật xấu thì vẫn là sửa được mà. Ừ. Đúng không? Yeah. Yeah. Bây giờ mình sẽ qua một cái nhiệm vụ mới. Giả sử đặt vào tình huống của một cặp đôi yêu nhau và đi quá giới hạn, phát hiện có bầu thì hai bạn hãy gọi điện cho một người thân để thông báo và giải quyết việc này. Ok, gọi điện hả? Em nghĩ là chắc gọi cho các anh Unify đi. Unify hầu như hôm nay ai cũng biết anh đi với em. Làm sao chị? Đây là biết tham gia chương trình đấy. Làm sao ta? Ô sát. Emma. Emma được đó. Emma á? Ừ. Okay. Chị Emma của nhóm Line. Nhưng mà kịch bản. Nói đi anh. Okay. Alo, chị đây. Em Tùng nè, Emma ơi. Điện thoại mất pin rồi. Ừ. Sao chị đây? Em bảo này, không nói ai nha. Ừ. Chị ơi, chị giúp tụi em nhớ, tụi em làm gì? Sao đó? Tại vì là tụi em đang gặp chuyện. Đang chuyện gì? Sao á? Ý là tụi em đang hơi tế nhị xíu, chị có đang bận không? Sao? Tại vì là em với Tùng gần đây quen nhau được vài tháng á. Chị không tin đâu. Em đang nhờ chị giúp mà chị. Em ơi, em à. Thật. Ừ? Thật.
Thật rồi sao, chuyện gì, nói đi chị nghe. Tại vì là em mang bầu. Mang bầu. Không, em bị điên. Em chị chắc chắn là em đang nói xạo luôn. Em đang sắp ra phim chứ gì, cho nên là em lừa chị đúng không? Không chị có, nói là không cái có rồi, không có, cái nào không có liên quan với phim. Mà ý là tụi em, thật ra của em cũng không có chắc là có bầu hay không, nhưng mà tụi em cảm giác á, ý là cảm thấy nó cứ sao sao. Khiếp thật. Thôi đừng có lừa chị. Ôi chị kỳ vậy. Thật. Ê nhưng mà Hansara đủ tuổi chứ vậy? Không, em có chuyện đi tù nha tù. Đủ rồi, đủ rồi. Nhưng mà em hỏi thật á, bây giờ nếu mà bây giờ để không có một cái hướng giải quyết tốt nhất á, mà để cho không ảnh hưởng tới sự nghiệp của tụi em, cũng như không ảnh hưởng tới công ty hay là gia đình này nọ, thì giờ phải làm sao? Ê, chị nói thật á, chị nghĩ là phải tạm dừng hoạt động một thời gian nhé. Người ta không để ý đến mình, nên mà trong cái thời gian đó mấy đứa phải thật sự rất ý mắng. Nếu mà không muốn phiền phức cho bản thân của mình gì đó, như vậy tại vì chị không ủng hộ việc mình làm. Ôi, vậy, sự nghĩ em sao em ước mơ làm ca sĩ mà bây giờ em không được làm ca sĩ, em buồn lắm. Thì ý của chị là em phải chịu thôi. Cái lúc mà em ấy em sướng thì cái lúc mà em ấy em sướng thì ai đâu. Thôi chị, nó khóc nữa rồi kìa. Trời chị em ơi, nó lừa tôi nha, tôi nhớ đi mua quen thử thái đi. Em ơi, chị đã bị lừa rồi. Em với Sarah đang tham gia chương trình 24 giờ thử yêu ạ. Chị ơi, em giả khóc mệt quá chị ơi. Nặng lắm luôn á. Bóp đi nha, giận chị, giận hai đứa đó. Thôi. Chị ơi, chị đừng giận em. Tại vì người đưa ra ý tưởng là gọi cho chị là anh Tùng chứ không phải em. Thôi Thương, bữa sau mời đi ăn nha. Mời một bữa rất là lớn luôn. Trời ơi, cướp máy rồi. Giận rồi. Theo mình nhớ thì là anh chị Emma không phải là một người gọi là quá dễ bị lừa như thế, nên là ban đầu khi mà nó là gọi cho chị Emma thì cũng hơi khá là lo sợ là chưa bắt đầu thì là chị Emma biết hết. Nhưng mà không biết tại sao tự nhiên hôm nay gọi điện cho chị Emma thì chị Emma rất là ngơ và rất là ngác luôn, kiểu nói gì cũng tin hết trơn luôn. Nên là khi mà chị Emma nói chị Emma tin thì cũng hơi bất ngờ, và còn được chị kiểu khuyên này khuyên nọ để làm sao mà khi mang bầu nữa.